Hello mọi người, là mình đây. Hôm nay mình vẫn tiếp tục công việc như mọi ngày là làm bên Farmme nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu với ảnh đầu tiên nào mọi người. Okay. Giờ mình sẽ vào mình bán bớt gỗ và đá trong túi nha mọi người. Okay. Mình sẽ cho cái vé xanh này vào rương nhé, rồi mình sẽ đi xét nhiệm vụ nha mọi người. Ok, thì ở đây mình đang có hai nhiệm vụ không làm được nhé. Ok, mua 16 cà rốt và sale 6 lúa đó mọi người. Mua 5 trứng, sale 6 lúa tới cà rốt. Lúa thì chắc là mình thiếu lúa rồi mọi người, mình sẽ phải tưới lúa thêm một tí lại ấy nhá. Okay, mình được mới có 5 lúa này. Lúa mình đang có trong túi rồi mọi người. Ok, em sẽ đi tưới cà rốt nhé. Ok. Sau 6 của total, cúc đất. Ok, mua 16 cà rốt và 5 trứng nha mọi người. Mua cái gì? 6 giờ một năm rồi thì là không có được chỗ món đó đúng không? Còn bình thường anh em thấy tầm 10 năm, 9, 10 năm hơn tới 12 năm là gì là nghĩa? Đánh đường đen đen đánh đường hay là đánh đường đánh đường mà lên cấp 3 nghe chưa, nhạy một không có chi bay rôn hết tiền luôn, rôn từ tốn từ tiền chúng hết tiền luôn, không có một nhạy he, không có chi bay thôi đó, đi cùng he máu ra được nhạy he với chi bay một làm gì nữa, quá muộn màng còn về họ lên cấp 5 có chi bay có ông rồng ngọc lâm đục qua bãi cướp luôn. Tối mệt quá rồi mình không đánh nữa. Ok, mình sẽ chạy qua mắt forest mình cút đất nha mọi người. Ăn rồi
học hai ưa đúng không? Trong lúc qua forest mà tranh thủ ăn trứng nha mọi người, mình phải cốt đất với đập đá nữa. Đâu em cốt đất 40 lận, phải cắn đầy thôi chứ. Em up tới 28 rồi. Ấp hết thì cứ một lần nữa ấp hết mấy ngày luôn cho nó khỏe. Sao đỡ phải? Ok, mình cốt đất nha mọi người. Đứa chứ nó to nó dậy nên nó chửi chứ phải nè. Đang mỏi mấy hổn nữa, mới sáng mà đủ mẹ khang nữa. Lọc răng nữa, lọc đau răng nữa. Họ thích mặt thì họ ý kiến đi nữa. Cho ý kiến đi nữa. Ok mọi người, mình xong hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Giờ mua 4 gừng nữa là mình sẽ xong nhiệm vụ quạt này. Ok, mình mua 4 gừng nha mọi người. Ok, mình khởi đầu bằng 1 ạc 3 vé mọi người. Sáng lên mà đòi rồi thì nhận được không biết ngại đang ấy chứ mình... Mà gặp AFK gặp đồ có một game sau có làm tranh tốt.
ồ mà anh biết sao mà tao không tốt, tao kêu Đức li, Đức kêu tao không tốt, ba thằng tốt. Ba thằng tốt á. Ờ, mấy đứa kia sợ quá từ ao, ao mà. Xong anh ăn thì thấy mình dắt thôi, dắt đi rừng đi đồ mà tao kêu không. Tành la người ta. Mấy đứa kia thì phải ao liền. Hai game gặp hai trận nữa luôn. À, game game gặp thằng thét la vô may con dít của tao, con ném bom kìa. Con khỏe mà nó ném cân. Mà có thắng không? Thắng chứ, game anh. Tao gặp game Lucian thì tôi này Đức 13-0. Đùa không 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 đùa. Cái trận Gia Van Đức chụp lên thế. Ta để đến trụ nhà trụ trụ ba đường dưới rồi mà ông cậy từ đường dưới theo ai cứ đây đủ bác thiếu biết thua có trăng thì đầu mà gặp thằng lâu mà thằng lâu đi thì đầu mà giờ vô gặp đội là bầu thủ mà ta gắn ta cậy thì lên cái pháo thì đúng rồi vừa vô quách là đúng mình công nhận quá tha thiệt mà có đi ốp con có nói đó ai để bóng mỏng hả tình ta đi con nó rất là người nâng chơi đứng lên. Ok mọi người, mình chặt gỗ với nấm nha mọi người. Tí mình sẽ quay lại mình thu cà rốt sau. Đang tới 28 rồi. Đang tới 24 rồi hả? Ờ. Thì sáng giờ lên đăng mà. Giờ mới làm đây. Chứ mà Liên Minh mới 26 à? Farmme tới 28 chứ Liên Minh hết cả. Liên Minh hết, Liên Minh đăng tới 26 hết mất rồi. Có Farmme thì dư nhiều chứ Liên Minh được tới ngày mai mới. Hôm qua là dư được một cái Liên Minh rồi. Hôm nay dư thêm một cái, hai cái nữa. Thank you.
tranh thủ thời gian chụp quán rất là cắn chấn luôn nhé. Sẽ sau 4 hành và chặt cây 55 nha mọi người. Mình còn 15 chặt nữa nha mọi người. Ok, mình sẽ qua hạt mới không? Thank you.
Ok, mình sẽ đi xếp nhiệm vụ nhé. Ở đây mình đang có hai nhiệm vụ không làm được nha mọi người. Ok, xem 5 gừng. Ok, tưới hành. Tưới hành 15, xem 5 cà rốt. Hành thì chắc là mình không đủ để tưới rồi mọi người. Mình sẽ phải gieo thêm 7 củ hành nữa nhé. Ok, mình sẽ giao hành ở đây đúng không nha mọi người. Ok mọi người, giờ mình sẽ đất gỗ, ác gỗ và cắn trứng. Ok, giờ mình sẽ qua lấy 20 gỗ và cuốc đất nha mọi người. Ok, mình sẽ chặt 20 gỗ để hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người.
6 hạt. Ok, mình còn 3 gỗ nữa hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Ok mọi người, mình hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Mình sẽ qua hạt khác nào. Có hai cái chứ mấy mà mình... Sẽ nhiệm vụ nha mọi người. Ở đây mình đang có hai nhiệm vụ tím không làm được nhé. Mình sẽ đi xét hai nhiệm vụ tím này. Ok. Ok, mua hành và túi táo mọi người. Gieo 5 hành, thu 5 cờ rose. Tưới táo luôn nha mọi người. Ok, mình sẽ tưới gà rốt. Rằng một cái quạt bên kia rồi. Chứ cái quạt này mô. Chú quay vô, chú quay vô phòng làm gì đó? Tôi không biết. Cái này là quạt. Tao chưa bật không. Thứ nhất nè, tôi giải thích trong nghe này, muốn quạt nào. Không. Không được cái dành. À nó không qua bật, hôm qua chiều lại mấy đứa lại nó bật nhớ đùm mà ra không bật cha. Hồi sáng giờ hồi nãy ông có bật không? Sáng đâu mà ai mà nhớ. Hồi sáng vậy bật. Tao không nhớ, tao chưa bật á. Tôi bật cái tôi mất gì? Tôi chứ mất gì mình cũng có quạt mà đi dành quạt họ. Chứ không có quạt. Chứ cái quạt cái chi? Trong phòng có ai mua? Nó ngủ đó mà. Ai ngủ? Tự tự nó dậy vô ngủ biết. Rồi cái đi họ bật rồi dành mày. Giờ ai ngủ thì luôn. Luôn. Rồi tao uống chi ngon nữa bài. Không, dạ không. À, 20 potato 16 hành. Anh kia anh không uống rồi mà. Ok, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi nha mọi người. Mình còn mình sẽ mua hành và sell cà rốt nữa. Thank you.
khi mà tố nó quý lên đó. Ok mọi người, qua khác nha mọi người. Tao thấy mua biết. Nhưng mà không cho hàng nữa. Sao đi mà. Đớ mà đấy là ai. Vậy quá.
Quên biết chi mà mò mò qua khăn rồi. Thank you.
Ok, mình còn 20 đá nữa nha mọi người. Với Toto thì tính mình sẽ quay lại mình thu sau. Ok mọi người, mình đập đá xong rồi nha mọi người. Tí mình sẽ quay lại thu mua Toto sau nhé.
đâm chặt thuế không coi được trận xanh rồi cầm lấy miếng. Một cơn ba rồi. Nó biết uống kỹ không?
mới là hàng lấy à. Tự nhiên mà tao mà cho tao không thèm. Mình cắt thịt kiếm chó đi mà mình lấy. Không phải mình hàng uống không, mình cắt thịt là mình gì. Chứ đứa nào nói kêu Hồng Quốc coi. Chứ đứa nào nói kêu rồi để tìm thử cái Hồng Quốc thử có cái nắp không. Nói đứa mà ai không thấy. Chứ đứa đang kêu tự nhiên thằng biết. Nói đứa xin lại không biết. Ông dùng ca vô thọc rác thôi người ta dọn nó chứ. Mà sáng giờ nó ngồi nùa nó khang đúng không? Hả? À vậy là trước giờ rớt rồi.
Ok, mình lại mua 5 trứng nha mọi người. Đầu là 5 người, rồi 6 người, rồi dư người nó sẽ ra. Ê, không phải khóc nữa, không an toàn hẳn. Rất thì đó gì nữa, bao giờ không biết. Thiếu anh là thiếu đi cái đường biết rồi.
Thank you.